Thưa quý vị và các bạn, trong khi cả hệ thống chính trị đang dồn sức để phòng chống dịch COVID-19, thì vẫn còn những cá nhân ở một số địa phương không thực hiện nghiêm các biện pháp theo khuyến cáo của ngành y tế hoặc đưa những thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức, gây hoang mang trong dư luận. Vừa qua, tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã phát hiện xe cứu thương mang biển kiểm soát 30G42737 phát tín hiệu ưu tiên với ý định vượt chốt kiểm soát dịch. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, thực hiện theo các quy định phòng chống dịch. Quá trình kiểm tra phát hiện trong xe, ngoài tài xế còn chở theo 11 người khác nhưng không có ai là bệnh nhân. Qua làm việc, một số người trên xe khai đã bắt xe cứu thương này từ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về ngã ba Triềng Bắc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La với mức giá 300.000 đồng một người. Lực lượng chức năng đã yêu cầu những người trên xe khai báo y tế bắt buộc, đồng thời tiến hành lập biên bản với tài xế về các lỗi chở quá số người quy định, không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua quá trình tuần tra kiểm soát, nắm bắt tình hình trên địa bàn, tổ công tác công an xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện tại một khu nhà trọ có 7 người đang uống bia và tụ tập xem bóng đá, trong đó một người là chủ nhà, 6 người khác là công nhân thuê trọ. Tổ công tác đã lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét ra quyết định xử phạt đối với 7 cá nhân. Theo quy định tại điểm C khoản 3 điều 12 Nghị định 117/2020, hành vi không thực hiện quyết định hạn chế tụ tập đông người có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng một người. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh vừa xử phạt 5 triệu đồng đối với một chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật. Trước đó, tài khoản Phương Anh Đoàn viết: "Thương lắm cả nhà ơi, làm ơn chia sẻ bài giúp em với. Chúng em vừa nhận được lời cầu cứu của một khu cách ly của các con trẻ. Hiện giờ các con đang rất thiếu nước uống và sữa, rất trầm trọng, các nhu yếu phẩm cần thiết. Đồng thời, người này đã kêu gọi mọi người ủng hộ nước uống đóng chai nhỏ, trứng, thịt hộp, sữa tươi, bánh kẹo và cung cấp số tài khoản ngân hàng lên bài đăng. Tại buổi làm việc, chủ tài khoản đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm." Theo phản ánh của nhiều chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Ninh Bình, những ngày gần đây liên tục có nhiều số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ công an thành phố Ninh Bình và yêu cầu thông báo các chủ cơ sở đi tập huấn phòng cháy chữa cháy tại công an thành phố vào sáng ngày 17 tháng 6 năm 2021 với mức học phí tập huấn là 450.000 đồng. Đối tượng sẽ cho một nhân viên mang hồ sơ đến gồm sách hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, mua ngoài hiệu sách, thu tiền và cho chủ cơ sở ký vào. Công an thành phố Ninh Bình thông báo đây là hình thức mạo danh để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố không tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cũng như chỉ đạo cử cán bộ gọi điện hay mang sách để bán. Do vậy, khi có sự việc như trên xảy ra, đề nghị nhân dân cảnh giác không làm theo hướng dẫn của các đối tượng nhằm tránh bị lừa, đồng thời gọi ngay cho trực ban hình sự công an thành phố Ninh Bình hoặc công an phường, xã, nơi gần nhất để được giúp đỡ và giải quyết theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ trong nhà dân, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Một trong những nguyên nhân được xác định là do người dân thiếu những kỹ năng thoát hiểm cơ bản. Để trang bị cho nhân dân những kiến thức cần thiết, sau đây, Đại úy Đặng Đức Anh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh sẽ hướng dẫn một số kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Để đảm bảo an toàn, trước tiên quý vị và các bạn hãy trang bị những thiết bị đảm bảo để xử lý đám cháy trong giai đoạn ban đầu như bình chữa cháy xách tay, trang bị mặt nạ lọc độc, thang dây. Trong trường hợp chúng ta gặp sự cố cháy nổ mà mình đang ở một căn phòng thì việc đầu tiên quý vị và các bạn hãy tìm cách thoát ra khỏi căn phòng đó. Chúng ta hãy kiểm tra xem ở phía bên ngoài là ngọn lửa và nhiệt độ như thế nào bằng cách chạm tay vào tay nắm cửa. Trong trường hợp tay nắm cửa quá nóng thì bên ngoài đang có sự cố cháy nổ lớn và khói khí độc nhiều, chúng ta không thể thoát ra ngoài được. Lúc này quý vị và các bạn hãy sử dụng băng dính để dính các cái điểm hở của khe cửa, cũng như là sử dụng các cái khăn vải ướt chèn vào các cái khe hở cánh cửa. Sử dụng một tấm khăn hay tấm vải nhúng ướt, sau đó bịt lên mũi và miệng và tìm lối thoát nạn dự phòng. Đối với những gia đình mà có ban công ở phía bên ngoài thì chúng ta hãy di chuyển ra ban công. Sau khi đã thoát được ra ban công, chúng ta hãy nhanh chóng đóng cửa ban công lại để ngăn không cho khói khí độc lan vào phía ra phía bên ngoài. Tại khu vực ban công, chúng ta cũng có thể kêu cứu cũng như là nhờ sự hỗ trợ của những người hàng xóm xung quanh. Mỗi gia đình cần phải bố trí một lối thoát nạn dự phòng sao cho phù hợp nhất với điều kiện gia đình, vừa đảm bảo an toàn an ninh trật tự, vừa đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Hy vọng với những hướng dẫn vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm kinh nghiệm, kỹ năng bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình khi có cháy nổ xảy ra.
Mục An ninh an toàn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trái lạc tiên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể, vitamin C, beta-carotene và các hợp chất polyphenol giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Được làm 100% từ những trái lạc tiên chín mọng, mang lại sự tươi trẻ và tràn trề sức sống. Nước lạc tiên đồng dao, ngọt ngào, quyến rũ.